Hello mọi người, lại là mình đây, Jane nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Dạo gần đây mọi người thế nào? Còn với mình đó, cuộc sống của mình dạo gần đây khá là bình yên. Thậm chí là nó hơi bình đi. Không có gì quá là thú vị hay là mới mẻ, nên cũng không biết chia sẻ mọi người thế nào. Với lại cũng lâu rồi không có đăng clip trên YouTube đúng không? Nhiều bạn cứ inbox hỏi mình mãi luôn. Nhưng mà trời ơi, không biết sao nữa. Chắc là tại vì dạo gần đây á, làm video ngắn quen rồi, thế là làm video dài á, cũng trở nên lười hơn. Video này thì cũng khá là lười đó. Nhưng mà thôi, hy vọng là mọi người xem tạm ha. Chúc mọi người sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là vui. Sáng nay thì mình có một cái lịch họp content lúc 11 giờ. Tầm đó thì đi tập cũng không kịp nữa, cho mình quyết định sẽ đi cà phê. Lâu lắm rồi thì mình không đi cà phê sáng. Thấy địa phương cà phê vừa mới mở có vẻ xinh cho nên là tới thử nè. Không ngờ tới 10 giờ kém mà đông nghịt luôn á mọi người. Trong quán gần như là kín chỗ. Sau khi mua một ly cà phê thì mình ra ngoài ngồi. Mình luôn thích những quán cà phê mà có không gian ngồi ngoài trời hay là có không gian mở như thế này. Đeo tai nghe, nghe một bản nhạc, đọc cuốn sách đang dang dở. Xung quanh là đôi ba nhóm bạn trẻ đang vui vẻ trò chuyện. Tự nhiên thấy nhớ Nhật Phong ghê á. Bạn trợ lý của mình không biết mọi người còn nhớ không ta. Hồi ở Việt Nam thì sáng sáng khi mà mình chuẩn bị quần áo, tóc tai gọn gàng tinh tươm rồi thì Nhật Phong sẽ gọi điện rủ mình đi cà phê. Thân thuộc và hợp nhau còn hơn cả người yêu nữa. Bây giờ thì Phong sang Mỹ rồi, nhiều khi nghĩ là mình có những người bạn tuyệt vời như vậy á, cho nên là mình trở nên khó tính hơn trong chuyện tình cảm hay sao á. Chẳng muốn hạ tiêu chuẩn khi mà xung quanh mình toàn những người tuyệt vời thôi. Cứ ngồi thế thì chắc mình có thể ngồi đến trưa. Nhưng mà tại vì 11 giờ văn phòng có lịch họp cho nên bây giờ mình sẽ lên công ty. Ok, và bây giờ là 10:50. Mình tính là ngồi thêm một chút nữa, xong rồi thấy tin nhắn của anh Bay kêu mọi người lên họp, cho nên là cũng vội vàng chạy lên. Đúng như mình dự đoán thì hiện tại văn phòng vẫn chưa có ai. Còn 10 phút nữa mới đến đúng cái giờ họp mọi người ạ. Cho nên là giờ mọi người chắc cũng đang vừa ngủ lên. Hôm nay thì là mình sẽ có một cái lịch họp lúc 11 giờ. Sau đó là quay game cho hôm nay ăn gì, hôm nay ăn chơi. Rồi một lát chiều nữa mình có hẹn với bạn đi một cái, không phải là một shop nhưng một cái khai trương của một cái store. Bây giờ thì sẽ chờ mọi người tới. Bây giờ 11:15 vẫn chưa họp nha, mọi người đang cứ bắt bánh lọc ra để ăn thôi. Thục Phương nè, Thục Phương với sắc ly đầu tiêu. Sắc ly nè. Bánh bột lọc từ đất nước Gia Lai. Ngon lắm. Nước nước giấm cũng ngon nữa. Ngon. Mua từ quê vô hay là mua ở đây vậy? Ngon lắm luôn á. Nước chấm cũng ngon. Cái bạn không đồ bò này. Cái bạn thì sao? Đó quậy đi. Ngon. Lại ngon. Ngon. Rất ngon luôn á. Tôi sẽ chịu cái sự hứa để tôi ăn một miếng. Không, mình bị lạc hả? Đi nha, bạn đi nha. Buổi họp hàng tuần thì kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Riêng tuần này thì họp hơn 3 tiếng. Sau khi họp xong thì mình có hẹn đi Vesta. Vesta là một mô hình mua sắm tụ hội hơn 150 local brand creative. Hồi trước mấy lần sang Thảo Điền thì có thấy shop của Vesta nhưng mà chưa có dịp để ghé thăm. Bữa nay nhận được lời mời cho nên là quyết định ghé thử. Bản thân mình đã rất là yêu thích những cái sáng tạo độc đáo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam rồi, đặc biệt là những cái thương hiệu local nữa, cho nên là muốn ủng hộ. Vừa vào cửa là trời hết hồn luôn. Từ xa là nghe bà nào đó gọi tên Megan. Megan ơi Megan nè, trời ơi, nickname mới của tôi á, không ngờ là cái sự kiện này cũng gặp mấy bạn mà thích Megan nè. Bạn đó thì đang làm ở Coco Project, là một cái thương hiệu sô-cô-la made in Việt Nam. Các bạn ở đây thì vô cùng tự hào và tự tin về chất lượng cacao 100% Việt Nam của mình. Vừa nghe các bạn ấy tự hào giới thiệu về thương hiệu, vừa thử những loại sô-cô-la mới, những cái hương vị độc đáo, thật sự rất là đáng yêu và đầy nhiệt huyết luôn. Nếu có cơ hội thì mọi người nên thử sô-cô-la mắc khén nha, rất ngon và lạ luôn á. Sau đó thì mình tranh thủ ghé vài gian hàng, đắm chìm trong không gian tràn ngập hơi thở nghệ thuật và màu sắc. Sau khi rời Vesta thì mình và anh Khoa ghé một tiệm cà phê để tiếp tục làm việc. Vì lỡ hẹn với team Vesta tới đây dự khai trương nên có vài công việc xử lý chưa xong thì bây giờ cũng phải xử lý tiếp. Mình với anh Khoa thì chọn một cái quán cà phê nằm ở hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ổng thì đang bị deadline dí mà lỡ hẹn với tôi là đi tới chỗ này nè, cho nên là giờ hai anh em tiếp tục cùng nhau chạy deadline. 1522 cà phê là một quán cà phê nằm gần nhà cũ của mình hồi xưa ở Nguyễn Thị Minh Khai, bên trong con hẻm nhỏ. Chạy sâu vào là có một cái quán ăn bắp mà tụi mình hay ăn ở đây. Béo ơi, không biết mọi người còn nhớ không? Đây,
cái hẻm này siêu chill, siêu yên tĩnh luôn. Rất là thích cái mấy cái hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai á. Ê, nếu như là mọi người mà biết cái chỗ nào ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm mà cho thuê nhà, mọi người giới thiệu mình nha. Chắc cuối năm nay là tôi hết hợp đồng bên nhà cũ rồi, cũng muốn chuyển qua một cái nơi nào đó ở gần nhà cũ. Trời ơi, rất là thích mấy con đường ở gần quận 1 này luôn á. Vừa yên tĩnh mà vừa chill nữa, đi đâu cũng tiện. Quán cà phê này thì có cảm giác rất là hoài cổ, bên trong thì nó sẽ tối tối, thích hợp để mọi người làm việc. Và đến tầm chiều tối là hình như sẽ có hát acoustic nữa hay sao ấy. Tại vì mình thấy cũng có sân khấu rồi cũng có thêm piano. Lúc mà tụi mình làm việc gần xong thì có một anh tới ngồi chơi piano mọi người ạ. Trời ơi, rất là hay luôn. Với tụi là anh này hình như rất là thích nhạc Trung Quốc, đánh mấy bài như là Tay Trái Chỉ Trăng nè, hay là Độ Ta Không Độ Nàng ấy. Nói chung là không gian cũng rất là dễ thương. Sau khi làm việc xong thì bây giờ mình sẽ về nhà, tranh thủ trước đó thì ghé ngang qua Béo ơi để mua một chút đồ ăn. Bây giờ là 7 giờ tối và bây giờ thì mình vừa về nhà. Em mình thì nói để chuẩn bị các nguyên liệu trước, thì bây giờ mình chỉ nấu thôi. Lúc nãy thì ghé Béo ơi mình cũng mua một ít đồ ăn. Tại hôm nay cũng muốn tự nhiên có một chút muốn cải thiện bữa ăn. Bình thường cũng hay nấu đồ ăn ở nhà. Mẹ mình cũng có gửi đồ ăn vào, cho nên nấu ở nhà rất là nhiều. Hôm nay muốn đổi gió một xíu. Canh rau muống nấu chua. Đấy, thay vì mua me về xong rồi ngào nước thì mình mua sẵn một cái hộp me như thế này rất là tiện luôn. Mỗi lần muốn nấu canh chua lấy múc ra một muỗng rất là tiện. Ok, và món canh rau muống nấu chua của mình đã xong rồi nè. Ok, và đây là bữa tối của hai chị em mình. Có ít xào măng, có ngan trái tỏi và có canh chua. Hôm nay là tối thứ bảy cho nên là mình muốn ăn đặc biệt hơn một chút. Mọi người ăn tối nha. Sáng hôm nay thì mình đi cà phê. Mình có hẹn đi cà phê với Cụi, Hugo và Đan Anh. Ôi, những người bạn 96 dù đã rời công ty nhưng mà vẫn còn chơi chung với nhau. Thực ra lâu lâu tụi mình mới có cơ hội gặp nhau. Tại vì đứa nào cũng bận, mỗi đứa có một công việc riêng, cho nên là rất là khó sắp xếp thời gian. Tranh thủ hôm nay đi cà phê trò chuyện một chút. Thực ra là tụi nó muốn là mình đem theo tarot tới để coi cho tụi nó mọi người. Tụi mình hẹn nhau 9 giờ và bây giờ là 9 giờ 30 mình tới là chưa có ai nha. Sau khi gặp mấy đứa bạn xong thì mình quyết định là về nhà. Lúc này là trời đổ mưa to. Mà trời mưa to thì làm gì tuyệt nhất? Đi ngủ. Nhưng mà lúc đó thì mình quên đặt máy quay. Sau khi ngủ dậy á, mình quyết định là đi nấu chè bí đỏ mọi người ạ. Đợt trước ba mẹ mình mới gửi vào rất là nhiều đồ ăn. Trong đó thì có 3-4 trái bí đỏ gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Tại vì mình đem nấu canh nè, nấu chè nè. Bây giờ còn đúng một trái thôi. Cái trái này nó cũng co quắp lắm rồi, cho nên mình phải tranh thủ nấu trước khi mà nó bị hư. Món chè bí đỏ này không biết là ở nhà các bạn đã từng ăn chưa ta. Chứ ở nhà mình á, mẹ mình rất là thích nấu chè bí đỏ nếp luôn á. Nếu mà chưa thì mọi người có thể thử công thức này nha. Ăn rất là ngon luôn á. Với lại hình như cũng rất là bổ và rất là tốt cho bạn nào mà muốn tăng cân á thì cũng có thể thử món này. Bí đỏ thì chúng mình sẽ cắt ra thành từng khúc như thế này là được. To nhỏ thì tùy mọi người, nhỏ nhỏ thì nó sẽ nhanh tan hơn. Rồi sau đó là cho một ít nếp, một ít đậu xanh vào trong nồi, vo rửa sạch. Và sau đó là cho bí đỏ vào, đổ nước bằng 2 phần nếp là được nha. Rồi cho vào nồi cơm điện, cứ nấu hầm như vậy cho đến khi cái bí đỏ của chúng mình thật là mềm. Lúc đấy mọi người ta dùng đũa hoặc muỗng, sau đó đánh nhừ cái phần bí đỏ này ra, để cho cái phần nếp và phần bí đỏ hòa quyện lại vào nhau. Và tất nhiên món chè thì không thể thiếu đường phèn rồi, cho nên là cho thêm vài viên đường phèn vào. Nếu nhà các bạn không có đường phèn thì có thể cho đường cát bình thường cũng được nha. Rồi hầm thêm khoảng 5-10 phút nữa là xong. Món chè này ăn nóng cũng được, nhưng mà thường ở nhà mình thích là sẽ cho vào tủ lạnh để mà ăn dần dần. Khi mà lạnh thì ăn nó cũng sẽ ngon hơn ấy. Mọi người nên thử nha, cái món chè này ăn hơi bị cuốn luôn á. Mấy bữa nay ở trên mạng đang hot cái món mì canh này nè. Không biết là các bạn đã biết cách làm món mì canh này chưa? Là một cái món chay rất là dễ làm, cho nên là mình cũng muốn là chia sẻ mọi người trong hôm nay luôn. Nếu các bạn chưa biết làm á thì có thể lưu lại nha. Tháng 7 âm lịch này nếu mà các bạn đang có ý định ăn chay thì cũng có thể thử cái món này, tại vì mình thấy là nó hơi cồng kềnh, hơi lâu lâu một chút nhưng mà ăn thì rất là ngon. Đầu tiên là mọi người lấy bột mì nha, nhồi với nước. Đấy, chỉ cần bột mì và nước thôi, thêm một chút muối cũng được. Rồi ủ khoảng 1 tiếng. 1 tiếng sau thì đem bột mì đi rửa. Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu, rửa bột mì với nước nha. Cứ cho bột mì dưới cái vòi nước chảy hoặc trong một cái thau nước, rồi cứ nhồi như là giặt quần áo vậy đó. Cứ nhồi vậy thôi. Mọi người sẽ rửa bột mì như thế này, không lo là nó sẽ tan hết đâu. Tại vì bột mì sau khi ủ 1 tiếng thì nó cũng đã tạo thành những cái sợi protein đó. Cho nên là khi mọi người rửa qua nước thì những cái tinh bột sẽ được rửa đi hết, và chỉ còn lại là cái sợi protein thôi. Đây cũng là protein dành cho những bạn ăn chay đó. Sau khi có một khối mì canh như thế này, có màu nó hơi chuyển vàng vàng á, thì là xong. Mình sẽ để qua một bên cho ráo nước và cho cái bột này nghỉ khoảng 10-15 phút. Cái bột mì canh sau khi để nghỉ 15 phút thì nó sẽ dai hơn và có thể dễ tạo hình hơn. Lúc này thì chúng mình sẽ lấy những cái đũa hoặc là nĩa ở nhà mọi người có, bơ một chút dầu ăn lên để đỡ dính. Sau đó thì khéo léo lấy cái bột mì này nè, quấn quanh những cái đũa như vậy để tạo hình.
rồi sau đó cho cái phần mì này vào trong nước sôi để luộc. Chúng mình sẽ luộc khoảng từ 5 đến 10 phút là được nha. Sau đó thì lấy ra để nguội, rồi tách cái phần đũa ra khỏi mì. Như vậy là chúng ta sẽ có những cái phần sợi mì được cuốn lại như thế này. Rồi, tiếp tục mình hôm nay thì mình sẽ nấu món mì canh khìa nước dừa. Cách làm thì cũng rất là đơn giản, như mọi người có thể xem trên màn hình nha. Đây cũng là bữa tối của mình luôn. Rồi, lại một video hơi ngắn, hơi cụt ngủn đúng không? Chắc lần sau là tôi sẽ thử là quay video thu âm trực tiếp quá. Tại vì khi mà quay video dài như thế này á, nhiều khi ngồi thu âm lại tôi không biết nói gì hết trơn á mọi người ơi. Thôi, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.